Chào các bạn, hôm nay em sẽ giới thiệu các bạn về cái việc chúng ta truyền nhận dữ liệu giữa con hai nốt EMSO với nhau các bạn. Ở đây mình dùng cho tất là TCP/IP nha các bạn ha. Thì mình sẽ truyền từ con nốt EMSO1 sang cái con nốt EMSO2 á, thông qua cái router, có nghĩa là hai cái con nốt EMSO này á, nó cùng kết nối với cả router ấy, các bạn ha. Nghĩa là khi bên này là mình gắn ngoài vườn các bạn ha, mình demo là mình cứ kiểu như là mình gắn ngoài vườn á. Bên này nó sẽ thu thập chế độ đó mà nó gửi về con này các bạn ha, con bên này các bạn ha. Đó thì đồng thời là gì à, cái ở trong cái ở trong nhà thì người ta có thể dùng cái nút nhấn người ta điều khiển led theo con này các bạn ha. Tương tự nếu ở ngoài này bật cái bơm thì ở nhà bạn biết nha các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ demo các bạn ha. Thì mình sẽ rút nguồn cắm lại các bạn ha, rút nguồn cắm lại này, reset cái màn hình lại các bạn ha, reset lại này. Cái nguồn cắm lại ha, đây đây nha, rồi mình reset lại nha các bạn ha. Đây chưa có đúng không, trong trong nó đúng không, đây à, cái này thì mình rút cắm lại ha, đây ha, rút lại này, cắm lại đúng không đó, lúc lên nó chưa có gì đúng không bạn ha, đợi xíu các bạn ha. Khi nào nó hiện nhiệt độ độ ẩm lên đó là đang có nó thành công nha các bạn ha, nó đang gửi á ha, đợi xíu bạn. Nó đã gửi đúng không? Nhiệt độ là 31 đúng không các bạn ha, độ ẩm 68% đúng không? Đây ha. Thổi các bạn, mình thổi như vậy ha. Và thao sao chín đó. Đó mình thổi lên các bạn. Mình thổi đồng thời đúng không? Bây giờ mình để có nghĩa là mình ở giữa thứ giữa thứ mình đang ở ngoài vườn, mình bật cái đèn các bạn ha. Đang ngoài vườn đúng không? Mình bật cái đèn này. Nó sáng đúng không? Thì bên kia thì nó sẽ hiển thị thông báo về cái về trong nhà là sáng đúng không? Đó, sáng đèn đúng không? Giờ mình tắt ngoài vườn này. Tắt lại vườn đúng không? Tắt đèn này. Đó thì trong nhà nó hiển thị gì? Phải xíu bạn ha, tắt đúng không? Bây giờ mình bật ở trong nhà, chứ mình bật trong nhà đúng không? Bật này. Bật đúng không? Sáng không? Tắt này. Ha, ha, đó thì cái giao thức ở đây là dùng giao thức là TCP/IP các bạn ha, có rất là nhiều giao thức các bạn ha. Thì quan trọng là cái kỹ thuật cắt chuỗi các bạn, cắt chuỗi tách chuỗi các bạn, nhận cái chuỗi và xử lý dữ liệu mới là cái vấn đề mấu chốt ở đây các bạn ha. Thì chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nha các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhé.